Mình xin chào các bạn ha. Mình tên là Nguyễn Thanh Bình, giảng viên khoa thương mại du lịch trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là xóa những cái hàng rào, những cái vật thể mà nó phía trước đối tượng của mình đó các bạn ha. Mình xóa cái hàng rào đi. Ví dụ như có một con vật nằm trong cái hàng rào, mình xóa cái hàng rào, mình giữ lại con vật ha. Thì các bạn nghĩ là nó khó nhưng thật ra nó đơn giản lắm các bạn, nó không có khó đâu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Thì đầu vô các bạn mở cái Photoshop ra, sau đó các bạn mở một cái file và nhấn Open. Thì các bạn có thể lên trên Internet, chúng ta lấy một cái hình hình mẫu. Sinh viên thì mình có gửi hình mẫu cho các bạn, còn nếu mà bạn nào mà không phải sinh viên mình có coi được cái video này á, các bạn có thể lên trên Internet chúng ta lấy nhiều hình mẫu đó ha. Chúng ta search vô, ví dụ như sư tử, thỏ, cáo, mèo, beo gì đó, thì chúng ta sẽ có được cái hình mẫu ha. Hình mẫu là đối tượng chúng ta là nằm trong chuồng nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ xóa cái đối tượng, xóa cái hàng rào này đi để giữ lại con sư tử thôi. Vậy thì để xóa cái việc xóa cái hàng rào này có khó không? Không các bạn ha. Đầu vô các bạn sẽ làm cho mình là thứ nhất cái background, các bạn bấm Ctrl Z để các bạn nhân lên cho mình một cái layer. Và các bạn tắt cái background đi. Thường là chúng ta không làm trên background nha các bạn ha, chúng ta layer. Rồi các bạn tạo cho mình một cái layer mới hoàn toàn luôn các bạn, không có gì bên trong đó hết nha. Chúng ta đứng trên layer 2, sau đó chúng ta sẽ vô cái nút là Redstone nha, Redstone. Các bạn chọn ở bên nút Redstone dùm chức năng là chúng ta chọn cái đường vẽ, cái cọ vẽ là hand brown nha các bạn ha. Chúng ta chọn cái cọ vẽ là hand brown, đừng chọn cọ vẽ này nha, chọn cọ vẽ này khó lấy vùng lắm, chọn hand brown. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn cái này nè, về cỡ 70 75, từ 70 đến 75 cho cái hàng rào này nha các bạn nha. Có thể là nhỏ hơn cũng được, càng tốt, càng nhỏ càng tốt, gần bằng càng tốt. Nhỏ quá thì mất công tô nó cực ha, còn lớn quá thì chúng ta lấy mất nét. Rồi vậy đồng ý, chúng ta lít ra ngoài. Và bây giờ chúng ta đứng trên layer 2 nha các bạn, đứng trên layer 2, sau đó các bạn sẽ làm một cái thao tác đó. Các bạn sẽ tô các bạn đẩy cái opacity này lên 100% giùm mình nha. Rồi chúng ta sẽ kéo các bạn ha, đó để chờ bạn ha. Rồi rồi các bạn hỏi mình là kéo một lần luôn được không? Được nha các bạn, ví dụ như các bạn kéo một lần được luôn ha. Rồi, mình làm cho các bạn xem nên là mình sẽ làm chậm thôi để các bạn có thể các bạn dễ dàng các bạn làm theo. Rồi. Có nhiều bạn lấy điểm đầu điểm đuôi rồi các bạn kéo thẳng cũng được ha, có nghĩa là chúng ta dùng công cụ hỗ trợ á. Cái thao tác này chuột càng xịn thì các bạn sẽ càng khỏe ha các bạn. Các bạn làm kỹ chừng nào thì hình đẹp chừng đó các bạn ha. Mình làm mà nhanh cho các bạn hiểu vấn đề thôi. Vấn đề các bạn hỏi là cái đôi mắt bị mất thì sao, chúng ta sẽ xử lý sao nha.
Đầu vô chúng ta sẽ lấy một cái như vậy, chúng ta sẽ bấm vô một cái thanh công cụ đó là Magic One Tool ha. Nó click vô chúng ta chọn vô cái hình màu đen đó. Rồi sau đó các bạn sau khi dùng thanh công cụ là Magic One Tool, các bạn sẽ vô ngay chỗ cái Edit. Các bạn chọn giùm mình cái là Contain Away Field. Các bạn thấy không? Contain Away Field. Các bạn click vô mình nha. Có một điều khi mà chúng ta click vô Content Away Field thì khi mà chúng ta đã dùng cái Magic Tool nè, các bạn Magic Tool, các bạn click vô chọn vùng thì các bạn nhớ đứng ở layer, xin lỗi, layer 1 giùm mình nha. Các bạn sẽ đánh click vô Edit Content Away Field ha. Rồi như vậy chúng ta đã xong về cái phần đầu tiên là chúng ta xóa được cái phía trước, còn những cái nhỏ nhỏ chúng ta xử lý sau. Các bạn nhớ apply. Giờ các bạn nhấn ok. Xong rồi hả các bạn ha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhấn giùm mình là kịch cho D. Rồi, bây giờ chú sư tử này đã bị mất cái đôi mắt. Chúng ta sẽ lấy một cái sư tử khác, chú sư tử khác ha. Có nhiều cách lắm, các bạn phục hồi riêng cho chú sư tử này đôi mắt của chú ấy cũng được ha. Không thì các bạn sẽ mở một cái hình nữa, các bạn mở một chú sư tử lên giùm mình. Các bạn lấy đôi mắt của chú sư tử này ha. Lấy đôi mắt của chú sư tử này thì có khó không? Không có khó đâu ha. Các bạn chọn giùm mình cái thanh công cụ là Lasso Tool ha, các bạn vẽ rộng rộng ra. Không cần dễ hẹp quá đâu, bấm cần trên Z nha các bạn. Rồi các bạn chọn Window, chọn Arrange, chọn hai vùng. Để làm chi mình kéo cái đôi mắt này nè, ha, kéo qua bên này. Đó, như vậy để kéo thì chúng ta click vô di chuyển rồi chúng ta kéo qua. Rồi, một chiếc mắt ha, chiếc mắt thứ hai. Rồi. Rồi chúng ta cũng bấm cần trên Z nha các bạn. Xin lỗi, chúng ta phải đứng ở đối tượng thứ nhất. Rồi chúng ta lít về xin di chuyển. Rồi xong hả các bạn ha. Rồi chúng ta đóng chiếc hình này lại. Đây ở chú sư tử này. Rồi sau khi các bạn cắt cặp mắt của sư tử, chúng ta thả vô cái con sư tử chúng ta đang làm ha các bạn ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ di chuyển cặp mắt vào đúng vị trí của nó ha, đúng vị trí. Sau đó chúng ta bấm Ctrl T nha. Bấm kênh chân tê. Rồi sau đó chúng ta kéo mắt rộng ra ha. Rồi chúng ta canh ha các bạn ha, cho nó phù hợp. Sau đó chúng ta có thể tiếp tục kéo cho nó to mắt chút xíu, đừng quá to nha các bạn nha, vừa thôi à. Rồi sau đó các bạn sẽ cho con mắt nó xuống dưới chút xíu, rồi chúng ta lấy chuột vải, chúng ta chọn distort, chúng ta kéo cho nó biến dạng chút để nó thật hơn, các bạn cảm nhận được nha. Rồi sau đó các bạn đưa nó về cái lại như cũ ha. Rồi các bạn hạ opacity xuống con mắt thứ nhất ha. Thì các bạn sẽ vô ngay chỗ brush, các bạn sẽ làm mắt này nè ha. Thì chúng ta sẽ chọn một cái layer mask nha. Rồi các bạn sẽ đưa opacity này xuống còn khoảng 30%, 20-30% thôi các bạn nha. Đó. Rồi. Ồ mình đang lại giờ, đúng rồi, lại giờ 3. Rồi các bạn chuyển về màu đen giùm mình nha. Rồi chúng ta nhớ nha các bạn, từ từ thôi, ra từ từ thôi nha các bạn. Bạn đừng làm mạnh tay quá không.
Thường thì mình chỉ hướng dẫn tới cái phần xóa hàng rào thôi. Nhiều bạn kêu là thôi làm cho bạn hiểu sâu hơn cái vấn đề ha. Không to đó bạn. Cần thì bạn sẽ hút cái màu, bạn giảm còn khoảng 15 thôi. Cần thì bạn bạn hút cái màu ha, bạn hút màu vàng của con sư tử này nè, bạn hút màu vàng của nó để các bạn đưa vào cho nó tiệp với cái màu vàng của mặt này cũng được, tùy cái cách các bạn mình làm á, mình thấy phù hợp với cái con sư tử của mình ha. Rồi bây giờ cơ bản là vậy đi. Thì bây giờ để mình xử lý con mắt bên này các bạn ha. Đó là vô 4. Tương tự bấm cần nhân tê. Kéo rộng rộng ra. Mắt này thì nó hơi xích lên một chút. Mentor. Rồi, ok. Vậy chúng ta cũng tương tự tạo một cái laser mask. Xong rồi chúng ta chọn brush. Chúng ta phóng lớn ảnh lên. Chúng ta di chuyển cái bức ảnh qua. Chúng ta rà. Tăng lên khoảng 35%. 30 35 gì cũng được. Do mình quen đó các bạn. Quen thì các bạn sẽ làm nó nhanh hơn mà nó chuẩn hơn. Chữ quen thì mình làm nhiều lần ha. Xuống còn 10 thôi. Rồi sau đó hạ xuống còn khoảng 15 thôi. Làm riết thì chúng ta sẽ có kinh nghiệm các bạn ha. Làm riết thì chúng ta sẽ có kinh nghiệm. Vậy chúng ta sẽ canh, tất nhiên là người ta cũng sẽ giấu một phần nào bí quyết với chúng ta. Chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ thấy cái nào nó phù hợp với mình thì mình dùng ha. Kỹ gì lít từng cái đó, các bạn thấy mình lít từng cái không? Còn làm nhanh thì quay một vòng luôn nha. Rồi.
Vậy chúng ta lại có một cái đôi mắt gia chú sư tử ha. Tất nhiên là nó chưa hoàn hảo 100%. Các bạn muốn làm 100% thì chúng ta phải ngồi chúng ta coi chứ, dùng màu, định hình dùng màu, rồi chúng ta có thể hút màu cho đôi mắt, rồi chúng ta sẽ coi cái bờm, rồi chúng ta coi cái con mắt ban đầu, cái mức dị tật của mắt hay là cái độ chuẩn của con mắt của con sư tử, thì chúng ta mới có thể hoàn chỉnh được một cái hình chú sư tử thật là đẹp ha. Thì cái đây mình cũng tới đây mình cũng kết thúc bài cái hướng dẫn của mình xóa cái hàng rào, vật thể hàng rào tại đây. Thì mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem theo dõi. Mình chúc tất cả các bạn và gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc. Mình xin chào.